Thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm theo cái đề tài của cụ Trần Văn Kha. Thì trên sách thiếm cụ Trần Văn Kha có những bài viết tham luận rất là ít, nhưng trong cuốn sách của ông thì rất là bài viết rất là nhiều và rất là dày. Thì được Du Nguyễn tài trợ cuốn sách này, xin chia sẻ đến với việc các bạn một tác phẩm là Giêsu trong những ngày cuối cùng. Thì lĩnh vực này giáo sư Trần Trung Ngọc đã trình bày trước kia rồi và mình đã có từng làm rồi, nhưng muốn thêm một sử liệu thì có thêm một thông tin mới nhờ cộng đồng chia sẻ đến những con chiên cũng như các linh mục và ấu trĩ chưa từng đọc hoặc là đã đọc mà bị bộn. Giêsu trong những ngày cuối cùng. Cuộc viếng thăm thành công ở Jerusalem mau chóng trở thành xấu xa, và những biến cố tiếp theo thay đổi luôn lịch sử. Bây giờ các nhà thần học gọi ánh sáng mới vào những lý do chính trị về việc bắt giữ và đóng đinh. Việc bắt giữ và xét xử. Việc bắt giữ và xét xử Giêsu đã lôi cuốn sự chú ý của các sử gia và thần học. Họ đã trong nhiều thế kỷ tìm câu trả lời cho vấn đề cấp bách và ngăn cản của những nỗi thống khổ trên thập tự giá. Tại sao Giêsu chết? Đó là câu hỏi mà giáo điều truyền thống Kitô trả lời rất dễ dàng. Ý muốn của Thượng Đế, Giêsu chết để cung cấp sự cứu rỗi cho thế giới. Nhưng trong nhiều thế hệ, các học giả kinh thánh đã tìm kiếm một sự hiểu biết có nhiều tính chất lịch sử hơn bằng cách tháo gỡ những phức tạp luật pháp và chính trị của vấn đề. Chắc chắn là một ca nổi tiếng về tử hình. Loại bỏ cho tới những điều căn bản, Giêsu bị kết tội phỉ báng và xúi dục nổi loạn. Giêsu bị những nhà lãnh đạo tôn giáo kết tội tự nhận là đấng cứu thế và đe dọa ngôi đền. Và trước mặt Pontius Pilate, cai quan cai trị La Mã, Giêsu bị kết tội tuyên bố là vua Do Thái, một chức tước mà người chép cổ sử Josephus cho rằng những người cách mạng của thời đó hay tự gắn cho họ. Các học giả cho rằng chính tội đó là nguyên nhân đưa đến việc hành hình Giêsu trong tay những người La Mã. Donald, người đứng đầu Hiệp hội Thần học Gia Tô ở Chicago, bảo rằng những người La Mã không quan tâm tới việc Giêsu tuyên bố là con Thượng Đế hay một đấng cứu thế. Nếu những lời tuyên bố đó không ngụ ý quyền hành chính trị như những kẻ thù của Giêsu gợi ý là có. Mức độ tham gia của những giới chức Do Thái vào cái chết của Giêsu là một vấn đề rắc rối và nhạy cảm. Được biết rằng thần học chống Do Thái đã dùng những ghi chép trong Tân Ước để gia tăng sự chính thống của họ. Thực ra, các sách Phúc Âm gợi ý rằng việc chống Giêsu trong số những người lãnh đạo Do Thái không toàn thể. Ít nhất cũng có hai người trong tòa án tối cao Do Thái, Joseph ở Arimathea. Ông này đem chôn Giêsu, và Nicodemus được mô tả là có cảm tình với Giêsu. Ngày nay, những nhà thần học tìm cách sử dụng chuyện đau khổ vì đóng đinh để bào chữa cho việc chống Do Thái đã bị toàn thể bác bỏ. Tuy nhiên, Giêsu thực sự có nhiều kẻ thù trong số những nhà lãnh đạo Do Thái. Giêsu đã kết tội những Pharisee là giả đạo đức, thách đố thần học của Sadducee, và chấp nhận những giải thích không chính thống về luật Môi-se. Quan trọng nhất, việc Giêsu đe dọa phá hủy ngôi đền và xây dựng lại trong 3 ngày là một sự sỉ nhục mà các tu sĩ không thể tha thứ. Họ thấy không có cách nào khác là chống lại Giêsu. Giêsu có vẻ như không quan tâm
tới những lời buộc tội và cái cách mà Giê-xu cung khai để tự bào chữa không được giải thích trong phúc âm. Những bài tường thuật kể rằng Giê-xu trả lời khác nhau khi được hỏi: có phải là đấng cứu thế tôi là trong mắt đó là điều mà ông nói trong mắt thiều? Nếu tôi trả lời ông sẽ không tin. Trong Luca, trong phúc âm của John, Giê-xu đấu khẩu với Khai Phát, viên tu sĩ cao cấp, và bảo Ba-la-te rằng vương quốc của Giê-xu không ở thế giới này. Trong khi mọi cách mô tả có thể phản ánh chính xác những khía cạnh khác nhau của con người, Giê-xu, theo như sự hiểu biết của các người viết phúc âm, rất ít học giả tân tiến tin rằng đã có mặt một số tín đồ nào đó của Giê-xu trong phiên tòa. Như vậy, đối với nhiều sử gia, thái độ của Giê-xu trong phiên tòa vẫn là một bí mật. Pilate cũng vậy, đã bị hiểu lầm rất lâu. Trong mỗi bài tường thuật của phúc âm, quan cai trị với cái vẻ do dự bề ngoài và yếu tinh thần tuyên bố Giê-xu vô tội. Nhưng cuối cùng, nhượng bộ trước những đòi hỏi của các vị tu sĩ và đám đông giận dữ đòi kết tội Giê-xu. Nhưng một số sử gia tin rằng điều quan tâm chính của Pilate là ngăn ngừa tinh thần chống La Mã lên rất cao trong những ngày lễ Do Thái nổ tung ra trong một thành phố đầy đặc dày đặc những người đi hành hương lễ bỏ qua, lễ vượt qua. Ông ta có lý do chính đáng để quan tâm tới vấn đề làm mất lòng những tu sĩ chính và Herod Antipas, thống đốc Galilee. Pilate đã bị hoàng đế Tiberius khiển trách vì đã làm phật lòng những nhà lãnh đạo Do Thái trong hai trường hợp trước đây. Ông ta không thể để cho một mà biến cố nữa xảy ra. Các học giả cho rằng đó là lý do tại sao trong bản tường thuật của Luca một mà Pilate thất vọng lại giao Giê-xu cho Herod, thay vì đó là một hành động do dự hay không muốn kết tội một người vô tội. Herod, giáo sư tân ước của hội nghiên cứu thần học Danlet, gợi ý rằng đó là một hành động lịch sự chính trị để gia tăng mối giao hảo với Herod bằng cách chấp nhận quyền của nhà vua trong việc phán xét những công việc ở Galilee. Chiến lược này thành công, Pilate và Herod sau này trở thành bạn, đã tránh được một mà biến cố. Bây giờ nếu những tu sĩ của ngôi đền muốn kết tội Giê-xu, Pilate sẽ làm theo. Việc đóng đinh. Đúng 20 năm sau việc xử án và đóng đinh Giê-xu ở Jerusalem, tông đồ Phao-lô, nguyên là Pha-ri-xê, đã biên thư cho những người Kitô ở Corinth, những người Do Thái đòi hỏi dấu hiệu và người hy sinh và người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan. Nhưng chúng tôi rao giảng chết bị đóng đinh, quyền năng của Thượng Đế và sự khôn ngoan của Thượng Đế. Trong một thời gian tương đối ngắn đó, những người đi theo Giê-xu đã đi tới nhận định là sự hành quyết tàn bạo Giê-xu ở ngọn đồi bên ngoài Jerusalem như là nguồn gốc của sự thành công, và dụng cụ tử hình thập tự giá như là dấu hiệu của hy vọng. Nhưng trong ngày đóng đinh, thập tự giá là một biểu tượng đau đớn và kinh hoàng. Theo như những sách phúc âm thì Giê-xu bị quất roi, đánh đập và bắt phải mang một đà gỗ nặng đi qua thành phố tới nơi hành hình. Tại đó Giê-xu bị cột vào một thập tự giá bằng những cây đinh đóng qua chân và tay. Giê-xu chết trong vòng 6 giờ, có lẽ vì bị ngạt hơi. Một cây giáo đâm vào cạnh sườn để làm cho chết hẳn. Trong khi một vài chi tiết có thể thiếu chính xác, nhưng sự kiện là Giê-xu, một người vào lúc tuổi gần 30 hay trên 30 một chút, đã bị hành hình ở xứ Palestine do La Mã chiếm đóng, là một phần của chuyện thống khổ mà những sử gia tân tiến tin là có thể kiểm chứng được bằng những tài liệu ở ngoài Kinh Thánh. Ta
Situt, sử gia La Mã, tí dụ thế. Viết vào năm 110 sau Công nguyên về những tàn sát người Kitô dưới thời đại Nero, ám chỉ tới những người theo chết mà quan cai trị là Pontius Pilate đã hành hình dưới thời Tiberius và Talmud, sách thâu ngắn Luật Gia Thái, kiến thức và bình luận mô tả Giêsu như là đứa con hoang của một người lính La Mã, bị chích treo cổ vào trước ngày lễ vượt qua bởi vì anh ta dụ dỗ một người đàn bà ở Israel, làm cho bà này hư hỏng. Tuy nhiên, cái cách hành hình Giêsu như được mô tả chi tiết trong những phúc âm từ lâu đã là đề tài của việc tìm tòi lịch sử và cho đến gần đây của một vài nghi ngờ trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Một vài học giả nghi ngờ một số vấn đề trong chuyện đóng đinh. Một vài người lập luận tỷ dụ như vào thế kỷ thứ nhất Palestine, những tội nhân thường bị hành hình bằng một vài đường lối khác: ném đá, thiêu sống, chặt đầu hay bóp cổ, và xác chết treo lên cây như là lời cảnh báo của những người khác. Những học giả khác ghi thêm việc đóng đinh là một cách hành hình La Mã và không được Luật Gia Thái cho phép. Vì thế không có lý do gì để những tu sĩ của ngôi đền đòi hỏi phải đóng đinh Giêsu như phúc âm đã kể lại. Cũng còn những học giả khác đặt vấn đề về lịch sử của những chi tiết như hình dạng của cây thập tự mô tả trong truyền thống Gia Tô và việc sử dụng của các cây đinh thay vì trói nạn nhân vào thập tự. Nhưng những khám phá về khảo cổ và việc tìm kiếm bản văn trong những năm gần đây đã làm gia tăng lên rất nhiều uy tín của những bản tường thuật trong phúc âm. Ví dụ, trong số những cuộn giấy ở biển chết, người ta tìm ra một tài liệu của ngôi đền. Các học giả bảo bản văn gợi ý rằng Luật Môi-se có thể được hiểu trong thời Giê-xu là cho phép đóng đinh. Trong một vài trường hợp, nhà thần học Ernst Bemmel, người Đức, ghi nhận là việc hành hình bằng đóng đinh đã được sử dụng ở Palestine từ 2 thế kỷ trước Công nguyên. Cả ở trong những tòa án Do Thái, Bemmel bảo bởi vì đó là một hình thức trừng phạt đặc biệt ghê rợn nên chỉ đặc biệt sử dụng vào những ca chính trị, tỷ dụ những tội mà người La Mã cho là nổi loạn. Chứng minh rõ rệt do loại đóng đinh được mô tả trong phúc âm đã được tìm thấy năm 1968 ở một địa điểm đào hầm gần Mount Scopus. Ngay phía đông bắc Jerusalem, ba ngôi mộ đã được tìm thấy ở địa điểm đó. Một trong những ngôi mộ có chứa những xương cốt của một người đã bị đóng đinh khoảng giữa những năm 7 và 70 năm sau Công nguyên. Chân của người đó bị đóng vào nhau ở gót cánh tay. Ngoài có những vết thương của đinh và xương ống chân dưới bị gãy. Những vết thương ấy phù hợp hoàn toàn với cách mô tả trong phúc âm của John về việc đóng đinh Giêsu và hai người ăn cắp. Một khía cạnh khác của bản tường thuật về đóng đinh đã gây nên nghi ngờ là việc mô tả một buổi trưa tối đen bao phủ thành phố trong khi Giêsu bị treo lên thập tự giá. Dùng máy điện toán, các nhà thiên văn bác bỏ một thực nhật thực ở Palestine vào thời gian đó. Và trong khi họ bảo thực sự có nguyệt thực vào ngày 3 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên, thì nguyệt thực có thể nhìn thấy ở Jerusalem vào những giờ ban ngày. Tuy nhiên, một vài học giả suy luận rằng một cơn gió ở trên cao gọi là Spring Sicoro trước chứa nhiều bụi rất thường thấy ở Trung Đông có thể dễ dàng tìm ra bầu trời ở giữa trưa đem lại như các người viết phúc âm đã mô tả. Việc chôn cất. Sau những biến cố bi thảm ở Golgotha, nơi xảy ra việc đóng đinh, việc chôn cất như được mô tả trong phúc âm có vẻ yếu ớt và tầm thường, nhưng nó cũng có công dụng quan trọng trong câu chuyện thống khổ
bằng cách xác nhận sự thật đen tối của việc đóng đinh rằng Giê-xu đã thực sự chết. Với những đồ đệ bối rối và sợ hãi đã trốn hết, theo như nhiều bản tường thuật, một người thuộc tòa án tối cao Do Thái đứng ra nhận lãnh xác chết và đem chôn vội như tử tế vào ngôi mộ đá. Trong những ngày kế tiếp, ngôi mộ mang một ý nghĩa lớn khi bạn và thù của người thợ mộc phải đương đầu với một trong những nghịch lý nhất của lịch sử. Dù rằng nhiều câu hỏi về số phận của Giê-xu còn vang dội qua nhiều thời đại, nhưng về chính cái chết của Giê-xu thì không bao giờ được bàn cãi rộng rãi. Đã có nhiều nhân chứng ở Golgotha, kể cả những lính La Mã có nhiệm vụ trông coi việc hành hình. Thêm vào đó, câu chuyện do Mắc kể ghi rằng chính Pilate đã xác nhận cái chết của Giê-xu. Không có lý do gì để nghi ngờ Giê-xu vẫn còn sống ở trên thập tự giá. Dù rằng sau này khi sự phản tuyên truyền thách đố sự quả quyết của Kitô về sự sống lại, Reginald Fuller, giáo sư danh dự Hội Nghiên cứu Thần học Virginia ở Alexandria, ghi nhận rằng sự phản tuyên truyền căn cứ vào việc ăn cắp xác chết chứ không phải Giê-xu không chết. Dù rằng đã có sự thỏa thuận chung là Giê-xu đã thực sự chết trên thập tự, tuy nhiên một vài chi tiết của việc chung cất bây giờ bị thách đố bởi những nhà phê bình bản văn. Họ thấy nhiều mâu thuẫn trong một vài những giải thích truyền thống. Tại sao ví dụ như Pontius Pilate lại giao xác của Giê-xu cho một đồ đệ quen biết? Như hai sách Phúc Âm đã mô tả, Joseph ở Arimathea, như thế là do một nhân viên của Centurion. Người này theo như Luca ủng hộ Giê-xu trong khi xử án, làm cách nào thì cũng gây ra khó khăn. Những bài tường thuật cho thấy rõ Pilate và những giới chức Jerusalem lo ngại rằng những người theo Giê-xu có thể ăn cắp xác để có thể tuyên bố một phép lạ giúp cho phong trào tồn tại. Matthew còn kể rằng Pilate đặt lính cạnh ở mộ. Tuy rằng một số học giả tân tiến tin rằng chi tiết đó có thể sau này được thêm vào câu chuyện để bác bỏ thuyết ăn cắp xác. Một sự giải thích hiện đại là khi đó Joseph không phải là đồ đệ, nhưng về sau đã trở thành. Trường hợp này, Raymond Brown của Hội Nghiên cứu Thần học lập luận mà Matthew đã nhầm lẫn, đem nghề nghiệp của Joseph sau khi sống lại vào chuyện chung cất, nên đã mô tả Joseph như là đồ đệ. Những nhà phê bình khác của bản văn thấy rằng điều ấy không hợp lý, rằng một người Do Thái tốt và đúng mực như Joseph lại vui lòng nhận một xác người, chứ đừng nói gì đến một tội phạm bị đóng đinh. Một việc như vậy làm cho Joseph bẩn theo luật Môi-se. Nhưng Brown là một trong một bài viết năm 1988 nhan đề "Việc chôn cất Giê-xu gợi ý là một người đạo đức tôn trọng luật pháp của Sanhedrin", cũng là đã hiểu rằng luật lệ đòi hỏi không được để xác chết trên thập tự giá sau khi mặt trời lặn. Một trường hợp càng khẩn cấp hơn vì gần tới ngày Sa-bát, Rao cho rằng việc chôn cất được coi như tốt và làm lu mờ sự thiếu trong sạch kèm theo. Bằng chứng khác ủng hộ vai trò của Joseph trong việc chôn cất, vì ông ta là một trong rất ít người không quan trọng trong chuyện thống khổ mà tên tuổi được nhớ lại qua giai đoạn truyền thống, truyền khẩu. Một người khác là Simon ở Cyrene mà Phúc Âm mô tả đã giúp Giê-xu mang thập tự, và ông ta truyền thống bảo thế cũng trở thành đồ đệ một thời gian sau lễ phục sinh. Những vấn đề khác như ngôi mộ mượn của Giê-xu có thực thuộc về Joseph như Matthew đã ghi nhận. Một vài học giả kinh thánh cho rằng không lẽ một nhân vật giàu có của Sanhedrin lại có một ngôi mộ quá gần với nơi đóng đinh
một khu vực dùng để chôn những kẻ phạm tội. Những người khác nghĩ rằng Joseph không là chủ ngôi mộ vào lúc đó, nhưng sau này đã mua. Sau khi biến cố lễ phục sinh đã biến nơi này thành một địa điểm tôn kính và kinh sợ. Sự sống lại. Đây là một giáo lý không thể nào thay đổi của đạo Kitô. Vào ngày thứ ba, Giêsu sống dậy trong những người chết. Ngay từ đầu, tín đồ Kitô đã tuyên bố sự sống lại của thân xác như là xác nhận tất cả những điều Giêsu giảng dạy, và họ tin tất cả những điều đó. Đó là một căn bản mà từ đó mọi thứ khác dựa vào. Tông đồ Phaolô công nhận điều này khi viết cho những người Corinthian vào năm 56 sau Công nguyên rằng nếu chết không sống lại thì sự rao giảng của chúng ta là vô ích và đức tin của quý vị cũng vô ích. Mặc dù tâm điểm ấy, sự sống lại đã trở thành cho tín đồ và không phải tín đồ một vấn đề đáng ghi nghi ngờ nhất của giáo lý Kitô. Những bài tường thuật của Phúc Âm không kể chuyện sống lại thuần túy, không có ai mục kích. Giêsu sống lại từ trong ngôi mộ. Đối với những người tân tiến học Phúc Âm cũng như với những đồ đệ của lễ phục sinh đầu tiên, sự sống lại phần lớn chỉ là suy đoán rút ra từ hai sự kiện khám phá ra một mà ngôi mộ trống và những báo cáo về những xuất hiện của Giêsu ở Jerusalem và Galilee sau khi bị đóng đinh. Tuy rằng một số nhà thần học bị bối rối vì những bằng chứng trái ngược nhau về chi tiết, sức nặng của bằng chứng đưa ra một lập luận mạnh mẽ rằng ngôi mộ trống là một phần của truyền thống Phúc Âm cổ. Tất cả bốn bản tường thuật đều kể lại sự khám phá ra ngôi mộ trống vào buổi sáng sớm bởi Mary Magdalene và những người khác. Tuy nhiên lại có những sự khác biệt nhau trong các bản tường thuật đã có ba người đàn bà theo Mắc, hai theo Matthew hay một theo John. Có phải họ đến trước rạng đông theo Matthew và John hay sau theo Mắc? Có phải hòn đá đã được lăn ra sau theo Matthew hay trước khi họ tới theo Mắc, Luca, John? Lúc ấy có mặt thiên thần không? Matthew, Mắc và Luca bảo có, John bảo không. Những bản văn khác biệt nhau ấy được nhiều người coi như là kết quả của những tô điểm về sau và câu chuyện gốc. Nhưng rất ít chuyên viên tân ước nghĩ rằng những sự khác biệt nhau ấy làm lu mờ một sự kiện căn bản, đó là việc phát giác ra ngôi mộ trống. Bằng chứng khảo cổ một đôi khi cũng được viện dẫn để hỗ trợ cho vấn đề ngôi mộ trống. Theo phong tục Do Thái vào thời đó, những thân nhân của người quá cố trở lại mộ một mà năm sau để bốc mộ và nhặt xương để vào cái tiểu sành hay hộp xương. Để vào ngày sống lại cuối cùng, Thượng Đế có đủ bộ phận để tái tạo lại thân thể. Do đó mà những quan điểm về sống lại và ngôi mộ trống được liên kết. Jam Dun, một nhà thần học mà người Anh, cho rằng bất cứ những tuyên bố nào về Giêsu sống lại cũng không gây được ảnh hưởng gì cho những người đồng thời với Giêsu nếu không có ngôi mộ trống. Trong khi những phúc âm đều không rõ rệt về thời điểm, một vài nhà thần học lưu ý là khi một số đồ đệ nhận được báo cáo của Mary, họ đã tìm thấy chết sống lại. Tất cả Giêsu đã hiện ra 10 lần cho đồ đệ để trấn an họ và chỉ dẫn họ tiếp tục công việc của Giêsu. Nhưng cũng như với những chuyện về ngôi mộ, những học giả kinh thánh đã nhận thấy những sự nhầm lẫn về chi tiết. Matthew và John cho rằng Giêsu đã xuất hiện lần đầu ở ngôi mộ, Mắc thì bảo ở chỗ khác, và trong khi Matthew, Mắc và John mô tả những sự xuất hiện ở Galilee, Luca hình như chỉ giới hạn ở Giêsu ở Jerusalem. Những người viết cũng mô tả Giêsu sống lại không giống nhau. Luca và John mô tả Giêsu bằng những danh từ về thân thể rõ rệt. Giêsu ăn, kêu gọi một mà đồ đệ đa nghi sờ vào vết thương.
Giê-xu sống lại của Phao-lô hiện ra sau này trên đường đi Damascus tâm linh hơn là vật chất. Trong một vài đoàn thể, danh từ sống lại trở thành một vấn đề tranh chấp. Kinh Thánh muốn nói gì thì bảo Thượng Đế làm cho Giê-xu sống lại trong những người chết. Truyền thống Kitô bảo Giê-xu sống lại bằng cả thân xác, rằng thịt chết và xương đã đem lại cho sống lại một cách phi thường. Nhưng một số nhà thần học đã tìm cách dung hòa sự sống lại với một quan điểm hợp lý hơn, bằng cách mô tả việc đó như là một ẩn ý mà những người Kitô đầu tiên đã chiếm đoạt rồi suy nghĩ một cách huyền bí, và đối với họ, người lãnh đạo ngã xuống của họ đã xảy ra trong tim và tâm của họ, cũng giống như bọn chống phá đất nước Việt Nam phản động ở đất nước Mỹ hiện tại nay cũng hy vọng rằng ông Tổng thống Donald Trump sẽ quật dậy và đứng lên giành lại Tổng thống nước Mỹ. Ngày hôm nay mà bọn họ vẫn hy vọng như thế thì biết rằng họ đã thâm nhập cái ảo tưởng, ảo giác về Giê-xu như thế nào rồi. Tuy nhiên, cả đến những học giả nghi ngờ Kinh Thánh cũng phải công nhận một cái gì bất thường đã xảy ra ở Jerusalem sau thứ sáu tốt mới có thể đem lại sự thay đổi căn bản trong thái độ của những đồ đệ Giê-xu. Những người này khi Giê-xu bị bắt giữ đã chạy trốn khỏi nhà vì sợ hãi. Có thể sự sống lại của Giê-xu được coi như là một yếu tố mà trong vòng vài tuần lễ họ đã mạnh bạo thuyết giảng thông điệp của họ cho chính những người đã tìm cách đè bẹp họ. Cùng với rất nhiều những điều bí ẩn khác trong những ngày cuối cùng của Giê-xu, đó là một vấn đề mà những tìm tòi bác học không thôi có lẽ không bao giờ trả lời thỏa mãn. Cuối cùng, những biến cố của ngày thứ ba ở Jerusalem vẫn còn như đã từ 2000 năm nay, ở trong khu vực của những vấn đề không thể chứng minh. Những vấn đề như chính sự hiện hữu của Thượng Đế chỉ có thể hiểu được bằng đức tin. Chú thích 1. Talmud, sách thâu ngắn luật Gia Thái, kiến thức và bình luận mô tả Giê-xu như là đứa con hoang của một người lính La Mã. 2. Sự sống lại phần lớn chỉ là suy đoán rút ra từ hai sự kiện khám phá ra một ngôi mộ trống và những báo cáo về những xuất hiện của Giê-xu ở Jerusalem và Galilee sau khi bị đóng đinh. 3. Cái mộ trống đã được giải thích một cách khác, đem từ thập tự giá xuống. Xác của Giê-xu có lẽ được đem chôn vào một cái mộ nông và có thể bị chó ăn thịt. 4. Câu kết luận cho thấy Chúa Giê-xu có sống lại ngày thứ ba hay không không có câu trả lời dứt khoát mà chỉ có thể tin. 5. Thomas Paine cho rằng sự sống lại và lên trời không có thật vì những người ở Jerusalem không trông thấy mà chỉ có một số ít người không quá 8 hay 9 được giới thiệu như là trung gian cho toàn thể thế giới để nói rằng họ trông thấy và tất cả thế giới còn lại phải tin như thế. Xin coi thêm chi tiết trong bài Thời đại của lý trí ở phần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và lần sau mình sẽ làm người Do Thái đã bị vu cáo giết Chúa. Phần này không biết để mình sẽ đọc trước rồi sẽ truyền tải đến quý vị và các bạn sau nha.